Nhưng mà các cha mẹ đang có những cách khác nhau. Ừ. Nhưng mình nhìn thấy, quan sát xung quanh là các bạn bè của mình, mỗi người có những người thì rất là cứng rắn, ví dụ như một ngày chỉ được 30 phút hoặc là sẽ kiểm soát kỹ là chương trình đang xem là chương trình gì. Còn có người thì thực ra họ khá là lơ là, ví dụ quan khi giúp việc. Hoặc có người thì sẽ kiểm soát theo kiểu là tịch thu, chỉ coi khi nào cho. Còn có người là hoàn toàn giao hẳn. Ví dụ như mình thấy là những bạn mà ra gặp khách, mời khách ở trong quán thì chỉ có một cách để tự do nói chuyện là bằng cách dục cho cái điện thoại. Yeah. Thì cái cách của Trung đối với con mình như thế nào? Em cho coi theo thời gian chị. Dụ như một ngày thì khoảng 30 phút hay một tiếng gì đó, mà đôi khi nó còn quan trọng ảnh hưởng đến công việc của mình nữa đó. Mình có quan trọng là mình thế nào, mình có rảnh gian hay không đó. Nếu mà mình bận quá thì thôi con coi đi cho ba làm việc, chứ bây giờ con cứ ngồi con kêu hoài đó là thì đôi khi vậy, mình nhận là do bản thân mình nữa. Nhưng mà ví dụ như sau cái việc gần đây nhất, như quý vị cũng thấy là bây giờ báo chí truyền thông đưa tin rất nhiều liên quan tới một người cụ thể mà tên tuổi thì báo chí cũng nhắc đến rồi, đó là YouTuber tên là Thơ Nguyễn. Thì như Trung có nói phải không, liên quan tới cái việc đưa tin về một cái đề tài nó rất là nhạy cảm, bởi vì nó ảnh hưởng, nó không chỉ là vấn đề về một cái giải trí đơn thuần, nó ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa trẻ nữa. Thì qua cái sự việc đó thì nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu biết sợ, giờ bằng đến cỡ nào họ cũng dám mà thả hoàn toàn để con mình coi gì coi trên thế giới mạng nữa. Thì bản thân Trung thấy nổi da gà như vậy, nhưng mình có thay đổi trong nhận thức hoặc là có một cái nguyên tắc gì đặt ra với con mình trong thời gian từ sau Covid đó hay không, từ sau công chuyện đó hay không? Thì thường thường là con em mà có gì là em trong tầm kiểm soát của em. Tức là khi mà em đưa cái điện thoại đó là em cài trong đó cái gì là phải coi cái đó. Chơi game gì là em cài về là cho chơi. Tức là những lúc đó là mượn cái điện thoại của Trung thôi. Dạ đúng rồi. Ở nhà có iPad hay cái gì không? Em có mà em không cho sử dụng. À. Nghĩa là em chỉ cho sử dụng cái của em đưa ra, và ví dụ như em cho coi cái em muốn. Hoặc là em mở, thường thì em mở phim của em cho coi. Em mở phim của em cho coi, em coi luôn. Đó. Nhưng mà có những cái em công nhận là nó có hiệu quả. Là có một ngày nào đó tự nhiên em thấy con ngồi đọc rap. Con ngồi đọc rap thì mình biết là mà em đâu đọc rap đâu, làm sao dạy được. Có những cái mình không dạy được, coi trên mạng học được tự động. Thì mình thấy là cái hiệu quả của nó có. Nhưng mà cũng có những cái em thấy là trên YouTube bây giờ đó, thường thường người ta làm đó là nói thật luôn là kiếm view là nhiều. Mà thường thường bây giờ kiếm view thì có một, có người nào mà có biết suy nghĩ chút xíu thì người ta sẽ đi đúng hướng. Còn có những người nào mà người ta làm bất chấp tôi kiếm tiền người đã, thì người ta sẽ có những cái suy nghĩ sai lệch. Người ta làm để cho nhiều người coi thì người ta có tiền nhiều tiền thôi, thì người ta muốn làm cái gì để người ta câu view. Thì đâm ra mình đưa lên xong rồi thì các bé xem thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên đó là theo em thấy là em cũng là một người làm YouTube nhiều, nên là bắt đầu từ sau này là những cái gì của em làm là em phải mình cân nhắc kỹ mình làm cái gì. Tại vì trên YouTube không chỉ có em bé không xem không, mà còn rất là nhiều người nữa. Mình làm sao mà một cái sản phẩm mình ra cho nhiều người xem mà người ta cùng xem, và đó là điều tốt cho mọi người.